Không kể ngày hay đêm, công trường cầu sông Hồng nằm trên tuyến đường bộ ven biển nối hai tỉnh Thái Bình và Nam Định luôn có 200 công nhân với 6 mũi thi công liên tục. Ngay trong những ngày nghỉ lễ, các tổ đội vẫn hối hả thi công trên từng hạng mục của dự án. Công nhân bọn em đang làm ở T18, T19. Ngày đấy, ngày Tết thì công ty cũng tạo điều kiện cho anh em ở lại làm, cũng quan tâm đến anh em, thì công dân cũng không có gì. Rất chân thành cảm ơn công ty đã quan tâm đến công dân. Với chiều dài 1.400m với 27 nhịp, trong đó có 5 nhịp cầu chính và nhịp chính giữa sông vượt khẩu độ 120m. Tổng vốn đầu tư của công trình gần 1.000 tỷ đồng, đến nay đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng. Em đang làm tổ trưởng tổ thi công của hai mũi trụ T18, T19 ạ. Bây giờ đang xong thân trụ rồi, chuẩn bị là làm ca khung và đúc hơn ạ. Ngày lễ thì làm. Dạ vâng, ngày lễ thì được sự chỉ đạo của ban chỉ huy công trường là anh em công nhân vẫn tích cực làm 3K. Nhiều hạng mục có vị trí và kỹ thuật thi công khó, nhưng với quyết tâm của nhà thầu và tập thể kỹ sư công nhân nên dự án luôn đảm bảo tiến độ. Đến nay đã thi công hoàn thành các hạng mục cọc khoan nhồi, 2/2 mố cầu và 26/28 trụ cầu, đúc hoàn thiện 115/115 phiến dầm, trong đó lao lắp được 80/115 phiến, đang tiến hành thi công đốt K0 nhịp chính. Tổng giá trị khối lượng thi công trên toàn tuyến hoàn thành gần 2.300 tỷ đồng, đạt 65%. Hiện tại thì cây cầu sông Hồng chúng tôi đang thi công cái phần cầu chính, phần thượng bộ, bắt đầu từ trụ 18 đến trụ 21. Đấy, để đảm bảo tiến độ cũng như công việc đề ra thì trong dịp lễ 30/4/5 thì công ty vẫn bố trí cho anh em làm việc bình thường. Các chế độ thì là đối với những anh em làm trong ngày lễ thì sẽ được nhân 200% số lượng công, và đồng thời là chế độ ăn uống này cũng là tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Trong khi người lao động cả nước nghỉ lễ 5 ngày thì trên công trường tuyến đường bộ ven biển, không khí thi công vẫn nhộn nhịp hối hả. Chính từ tinh thần trách nhiệm cao với công việc cộng với việc được đãi ngộ xứng đáng, nên 100% kỹ sư công nhân trên công trường cầu sông Hồng đã tình nguyện ở lại làm việc, không nghỉ lễ để hướng đến mục tiêu đưa dự án về đích trước tiến độ.